Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải Nội dung trong video này thì mình sẽ cập nhật thông tin về Bi Network nha các bạn Thì hiện tại các bạn có thể nhìn thấy đây là các cặp giao dịch Bi trên USDT Trên cái sàn đó là sàn Hubi nha các bạn Sàn Hubi và sàn mà Bitmart đó là hai cái sàn mà có giá Bi cao nhất ở thời điểm hiện tại Thì đây là giá Bi IOU nha các bạn cần phải phân biệt nha các bạn Cho nên các bạn lưu ý nha các bạn xem tin tức á, thì các bạn cũng cần phải hiểu nha đây là giá bi IOU còn giá bi chính thức hiện tại á, giá trị của bi á, vẫn là không nha các bạn còn giá bi trên chợ đen á, thì chỉ có vài nghìn thôi các bạn 7 nghìn 8 nghìn 9, 9 nghìn vậy đó là cái đó là tùy theo thổ thuận của mỗi người nha nhưng mà giá bi chính thức hiện tại vẫn là không nha các bạn còn giá bi trên hệ sinh thái á, thì các bạn có thể hiện tại bi trên hệ sinh thái là đã có giá trị rồi các bạn có thể cầm bi lên hệ sinh thái như là những cái trang bi trong mo bi để mà các bạn có thể giao dịch đổi hàng hóa cho đó nha các bạn cho nên cái giá bi thực tế hiện tại à, b tim nói vẫn là không nhưng mà cái giá trị hiện hữu á là nó đã có trên à, đó là hệ sinh thái của b network nha các bạn còn đây là giá bi trên sàn giao dịch tức là giá bi IOU, tức là à, bi cho tương lai nha các bạn khi mà các bạn à, mua bay trên những cái sàn giao dịch này á thì à, sau này á, những cái sàn giao dịch này sẽ trả bay về cho các bạn khi mà bay đất quốc được mai mở nha các bạn Cho nên các bạn phải hết sức lưu ý các bạn à, à, khai thác bay thì các bạn còn phải biết giá bay như thế nào, phân biệt bay nào, bay IOU, bay trên sàn giao dịch hay là bay trong hệ sinh thái giá cả như thế nào nha các bạn Còn à, đối với bay trên cái mà bay IOU trên những cái sàn giao dịch như thế này sẽ hô sàn sang rồi sàn đó các bạn thì cái này là thuộc đó là đầu tư nha các bạn cho nên hiện tại nó vẫn chưa mới nếp mở nhưng mà các bạn bạn nào mà có tiền mà muốn đầu tư thì các bạn có thể mua bi trên những cái sàn giao dịch này nhưng đi kèm với đó là đó là rủi ro nha các bạn ví dụ như là hiện tại các bạn mua bi trên những cái sàn giao dịch này nhưng mà sau này á nếu mà ví dụ hiện tại các bạn có thể mua với cái giá đó là 40 đô nha các bạn ví dụ như là sau này khi mà nó may nếp mở giá của nó chỉ có hai đô ba đô thôi thì lúc đó các bạn sẽ bị lỗ nha đó là một cái mà các bạn lưu ý nha cho nên đây là chỉ dành cho những người có tiền để mà đầu tư thôi nha các bạn nhưng mà cái thời gian bay nếp mở thì hiện tại chúng ta chưa thể nào biết được cho nên nếu mà chúng ta mua bi trên những cái sàn giao dịch này á thì cái số lượng tiền của chúng ta đầu tư vào đây nó sẽ bị chôn vốn ở đó nha các bạn cho nên các bạn đầu tư thì các bạn phải còn có kiến thức nha và mình không khuyến khích các bạn đầu tư mua bi trên những cái sàn giao dịch IOU nha các bạn cho nên đây là cái giá bi cho những sàn giao dịch này là chúng ta tham khảo thôi các bạn Nhưng mà hiện tại mình có thể nhận thấy những cái mà giao dịch ngồi đời thật á Những cái giao dịch mà à, kiểu giao dịch B2B ngồi đời thật bằng bi đó các bạn Thì người ta cũng đang áp dụng với cái giá gần sát với cái giá bi IOU cho những cái sàn giao dịch này nha các bạn Rồi thì các bạn có thể nhìn thấy đây là giá bi nè Giá bi tự nhiên hôm nay các bạn nó đã tăng đột biến được các bạn có lúc lên tới 50 đô các bạn thấy không bình thường á bình thường của nó là chỉ có 20 mấy 30 đô thôi các bạn đây là cái lúc thấp nhất á là 29 đô nha còn bình thường uh, trung bình của nó là khoảng 30 35 34 đô thôi các bạn nhưng mà hôm nay tự nhiên có một cái tin tức gì đó mà uh, hiện tại giá B trên những sàn giao dịch audio nè lên tới 50 đô nha các bạn đây nó phô lên tới 50 đô luôn nhưng mà hiện tại là nó đã giảm xuống còn uh, hiện tại ngay lúc mình làm video này là 12 giờ trưa nha các bạn thì nó đã giảm xuống xuống còn 40 đô thôi các bạn 40.8 đô nha thì cái giá bi á trên những cái sàn giao dịch này các bạn cập nhật tin tức để mà các bạn tham khảo thôi nha chứ các bạn không nên mà xem nó là một cái gì đó thực tế nha các bạn bởi vì hiện tại giá bi thực tế nó vẫn là không đơn giản là như vậy thôi các bạn còn các bạn có thể trao đổi hàng hóa trong hệ sinh thái của nó nha còn cái này chỉ để tham khảo thôi mình nhắc lại là chỉ để tham khảo thôi còn mẹ nào có tiền muốn đầu tư thì đó là quyền của các bạn nhưng mà các bạn một khi mà kiểu như mà sau này nó mới nếp mở mà các bạn thua lỗ thì các bạn tự chịu rồi và nếu như ví dụ nha, mình ví dụ mà khi mà máy nếp mở mà với cái giá này thì khoảng 40 đô là khoảng từ uh, để mình tính xem khoảng từ 900 đến một triệu mấy cho một bi đó các bạn các bạn thấy cái giá khủng khiếp không nếu như cái giá này là cái giá thực tế khi mà máy nét mở đó các bạn một bi mà một triệu thì các bạn thử nghĩ xem 10 bi là 10 triệu một con số quá là khủng khiếp đối với một cái đồng coi mới nha các bạn các bạn thấy hiện tại uh, bi nó chưa máy nét mở mà người ta cũng có thể sẵn sàng bỏ tiền ra để mà sở hữu bi là một cái gì đó bi iou thôi các bạn tức là bi trong tương lai thôi hiện tại người ta vẫn chưa nắm cái bi trong tay luôn mà người ta vẫn có thể mà sẵn sàng bỏ tiền ra bỏ tài sản ra để mà sở hữu bi trong tương lai thôi các bạn thì từ đó cho chúng ta thấy cái sức hút của bi là lớn như thế nào một bi nếu mà tính theo giá hiện tại là một bi là một triệu là quá kinh khủng rồi các bạn các bạn thử nghĩ xem những cái đồng coi khác á, khi mà nó vừa ra mắt vừa lên sàn á, thì giá của nó cực kỳ thấp luôn các bạn thậm chí là 0.000 nói trong năm sáu cũng không luôn các bạn 0.0001 .000, 0002 thôi các bạn là quá lắm rồi các bạn ạ. À. Còn đằng này khi mà bi nó chưa mới đếp mở mà nó đã có giá tới hơn một triệu đồng cho một bi thì đây là một con số phải nói là những đồng coi khác là đáng mơ ước luôn các bạn chứ đây không phải là một chuyện đơn giản nha. Và nhiều bạn nói là bi à, có giá là GCW 314.159 đô thì theo cá nhân quan điểm cá nhân của mình thôi nha các bạn. Thì đó là một con số không có thật nha các bạn. Cái gì nó cũng còn có quá trình hình thành và phát triển nha các bạn. Chứ không phải chúng ta muốn là được. Chúng ta muốn ở, ai cũng nói là à, À, tôi sẽ giao dịch, tôi sẽ đồng thuận với cái giá 3.140 đô Vậy à, ai sẽ là người sẵn sàng bỏ tiền ra để mà à, giao dịch với bạn với cái con số đó Các bạn phải đặt câu hỏi thực tế như vậy Ai cũng muốn là giao dịch, à, ai cũng muốn là bán với cái giá đó Vậy ai sẽ là người sẵn sàng bỏ tiền ra để mà sở hữu với cái giá đó Tất nhiên là nó là không thực tế luôn các bạn Các bạn làm gì các bạn cũng phải nhìn thực tế một cái Nhưng mà bây giờ ở thời điểm hiện tại cái giá IOU này các bạn đây là mình nghĩ đây là một con số thực tế phản ánh đúng cái nhu cầu của thị trường nha các bạn. Cho nên những cái con số mà BI mười 314.000 đô đó các bạn, cái đó chỉ là hô hào bằng miệng thôi các bạn. Còn giá cả là do trong hệ sinh thái nó hình thành nha các bạn. Bicoteam Mode bi cũng đã nói rất rõ rồi bi nó sẽ hình thành giá trị từ trong hệ sinh thái và khi giao dịch trong thời gian dài á, những cái giá trị của hàng hố á, nó sẽ xích lại gần nhau hơn Ví dụ như là bạn bán một cái điện thoại với cái giá 10B, người khác cái shop khác bán cũng bán chiếc điện thoại đó, nhưng mà người ta chỉ bán với cái giá 5B thôi các bạn, thì người ta sẽ, khách hàng sẽ mua ở chỗ nào thì tất nhiên là chỗ nào rẻ hơn người ta sẽ mua giống như chúng ta đi chợ vậy đó các bạn các bạn ra chợ đi, các bạn mua một con gà cũng có con gà, cũng ví dụ con con gà 2 kg đi có chỗ thì bán 200 có chỗ thì bán hai trăm rưỡi đi thì các bạn mua chỗ nào tất nhiên là chúng ta mua cái chỗ rỉ hơn rồi các bạn thì cái người mà bán hai trăm rưỡi một con gà đó người ta thấy cái giá mà người ta bán mắc quá thì người ta thì sẽ hạ giá xuống để mà cạnh tranh với cái người giá bán bán giá rỉ các bạn còn cái người mà bán giá rỉ á, thì người ta sẽ nâng giá lên để mà tại vì người ta bán rỉ quá người ta mua nhiều người ta sẽ lỗ cho nên trong cái quá trình nâng lên và hạ xuống của hai cái cửa hàng đó đó nó sẽ tạo ra một cái giá trị chung ví dụ người bán 200 người bán hai trăm rưỡi thì trong quá trình nâng lên hạ xuống hai cái giá trị này nó xích lại ví dụ thành một cái giá trị chung đó là hai trăm ba cho một con gà mình ví dụ là vậy nha các bạn thì bi cơ tim cũng đã từng nói các bạn mà uh, giá của bi hình thành theo cái cơ chế đó đó trong hệ sinh thái nha chứ không phải bi giá bi hình thành trên sàn giao dịch nha sàn giao dịch hiện tại là chúng ta chỉ để tham khảo thôi còn giá bi cơ chế hình thành nó là như vậy nha các bạn cho nên nhiều bạn rất là đạo bi nhưng mà các bạn không có thực tế một chút nào các bạn cứ xuống ngày nói bi là 314 000 đô vậy cho mình hỏi một câu thôi ai sẽ là người bỏ tiền ra dám bỏ tiền ra 314 000 đô để mà mua lấy một bi của bạn tất nhiên là không một ai dám các bạn tại vì giá trị hiện tại giá trị hiện hữu của bi nào ví dụ như bi là khi mày nít mở đi thì bi nó lên sàn bi nó lên sàn nó phản ánh đúng giá trị của bi các bạn ví dụ như trên sàn giao dịch người ta có 40 đô rồi ai sẽ là người bỏ ra 314.000 đô để mà sở hữu bi của bạn các bạn thấy cái điều đó nó vô lý không các bạn mà các bạn cứ xuống ngày đi tin cái điều đó và các bạn coi nó là một cái gì đó thần thánh các bạn lúc nào cũng coi bi là một cái gì đó trên trời các bạn chúng ta là người khai thác bi chúng ta phải thực tế nhìn nhận là vậy giá bi á mình nói thật nha khi mà bi nó may mở cái bạn, giá bi cỡ ba chục bốn chục đô thôi các bạn đó là một con số đáng mừng rồi các bạn thậm chí nếu mà cao quá thì khoảng dưới 100 đô thôi các bạn chứ không thể nào mà kiểu mà một nghìn đô hai nghìn đô không đâu các bạn mình nghĩ là vài chục đô cho tới vài trăm đô là một con số khá là cao đối với một cái đồng coin mới may nét rồi các bạn rồi và nếu mà các bạn có quan điểm gì về cái vấn đề giá bi thì các bạn có thể để lại một bình luận và các bạn nhớ để lại một bình luận lịch sử nha mỗi bình luận không lịch sử mình đều số các bạn chẳng các bạn hết nha video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký quả wow, quả wow, chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn